Hello, xin chào mọi người. Thì trước mắt mọi người là con máy hôm nay đang mang đi chinh chiến nha mọi người. Thì cước này dùng cũng thời gian rất là dài rồi nè. Đánh từ lúc mà đánh giải trí Hồ Quần Hải, xong đi đánh cá thịt một vài nơi, và thêm 2 lần đánh mini game ở Hồ Quần Hải, đợt 1, đợt 2. Nó bị lưng rồi nè, lưng cước. Thì cái cước này trước đó đang dùng là cái Ion Big Game này nha mọi người. Đây, Ion ISO Big Game cùng 1000m, size 0.55. Thì cước này nó có 3 màu: màu vàng chanh nè, màu đang dùng, và màu xanh và màu đỏ. Đang vào máy này là cái màu vàng chanh nè. Nó thì tùy mọi người thích cái màu cước nào vào thì mọi người cứ lấy cái màu thôi. Thì hôm nay đánh một thời gian thì cái cước này nó cũng đã lưng này, lưng nồi. Thì đánh cái dòng cước này cũng rất là khỏe nha mọi người. Đánh chưa bị nổ sảng lần nào, cước vẫn còn nguyên nè, còn nguyên cuộn. Chỉ bị lưng thôi, lưng là do dính những vài lần dính cá lớn á, cắt bỏ một đoạn. Hoặc là khi chúng ta đánh nhiều á, thì khúc trên chúng ta nên cắt bỏ, thì cắt bỏ lần lần thì cước sẽ bị lưng. Bị lưng, và hôm nay sẽ xả bỏ cước này đi và thay cái dòng cước mới về nè. Test thử dòng cước mới về cho mọi người xem luôn. Chung là cái Onbit Game này có test rồi, mọi người yên tâm đánh nha. Đang xài là 0.55 nè. Đánh kéo cá mà chừng mười mấy ký thì chơi bộ lực thoải mái luôn, bao cho mọi người. Còn bò thì chắc chắn là phải đứng chịu rồi, chứ không chơi bộ lực nổi. Cái này cũng bắt mấy con bò rồi nha mọi người. Cước 0.55 này. Con to nhất là 27 ký mấy. Mọi người theo dõi kênh chắc cũng có xem clip bên Rạng Đăng mà. Hoặc là theo dõi bên Facebook cũng vậy, có đăng hình cước này kia cho mọi người xem. Nói chung đánh khá là ổn. Hôm nay quyết định xả bỏ. Một phần là do nó lưng, nhưng một phần là test thử cước mới này. Hôm nay chọn là cái cước 57 nha mọi người. 57. Tải của nó 21 kg. Và chọn cái màu cũng rất là đẹp luôn. Màu cam. Đây. Cuộn này 600 m nha mọi người. 600 m. Của nó là 550.000. Đây. Đó, sẽ xả cước này ra và chuẩn bị cho cước mới và vô hồ Hoàng Hải tiếp, test cho người xem luôn. Ok, bây giờ xả cước này ra nha mọi người. Mọi người thấy không, đánh mà cước còn rất là ok này. Đó, cái sợi cước chúng ta này nó không có bị xoắn. Mọi người xả ra máy này, nó thẳng ra này, nó ít có bị xoắn, nó không có cong theo cái nồi máy nha. Và cước chìm rất là lẹ, chung là đánh xuống mà chưa kịp xo dây hết là nó đã chìm rồi. Cái dòng Ion Big Game này nè, chìm rất là nhanh đó, do đánh nhiều quá. Bây giờ cái nồi máy nó bị lưng hết. Cái này nãy quên xả qua cái những cái máy cũ hồi lỡ rồi, xả dục luôn. Mọi người thể dùng sang qua những cái máy nhỏ, sang qua thì có giống như mọi người trở đầu dây á, cái đầu ngoài này mọi người dùng rồi nè, nó mọi người sang qua cái máy nhỏ hơn thì nó sẽ đầy cái nồi lại, và cước chúng ta xài được cái đầu phía trong. Cái đầu trong là cái đầu mới. Nói chung này bữa con bò 27 kg nó lôi là cũng gần hết nồi nha mọi người. Hồ Hoàng Hải mà nó chạy từ đầu này nó xuống xuống múc đầu kia luôn. Bữa đó coi là cái nồi máy là nó gần hết luôn. Đó, cước còn rất là tốt. Nhưng phải thay thôi, thử cái cước mới về cho người xem. Vào máy mấy tháng rồi nhưng mà đánh cũng nhiều đó, chưa có thay. Chung thấy cước còn ổn,
chưa bị nổ sản nên vẫn để đánh. Nếu bị nổ nó sẽ lưng lưng nồi nhiều lắm. Con này chỉ cắt đoạn đầu lưng một chút xíu đây thôi. Được cái cuộn 1.000 mét mà người mua về có thể thay được nhiều lần. Thường anh em mà đánh một thời gian chắc chắn phải thay cước, lưng nồi cũng phải thay nè, hoặc là đánh nhiều quá nó bị giãn cước này kia nên cũng phải thay luôn. Đây xả hết luôn nha mọi người. Đó, rồi ok. Ở đây giờ anh bích kia 1.000 mét nha mọi người. Giá nếu mà 0.60 là 55-60 là 620.000 một cuộn 1.000 mét. Đó, còn size nhỏ hơn thì 550.000 một cuộn. Nói chung 1.000 mét mọi người về xài cũng rất là ổn. Rồi hôm nay tiếp tục là sẽ cái dòng cước Luara Bu Bulava. Rồi ok, bây giờ anh sẽ vào cái máy này và chuẩn bị đi test cước cho mọi người xem nha. Ok rồi đây nha mọi người. Vào đầy cái máy này. Cuộn này 600 m. 600 m vào máy này chắc khoảng 100 mét hơn á, nhưng mà 057. Đây cái thông tin máy này nếu mà 0 chấm mono này 0.36 thì vào được 210. Nếu này 0.40, 50, 60 chắc khoảng được 120 mét nha người, tầm cỡ đó. Nó thì tầm 100 mấy mét chúng ta đánh vô tư rồi. Rồi ok, thì bây giờ sẽ đợi những cái clip sau và tiếp tục test cái dòng cước Lubara này, Bulava, cái tên đọc nhầm hoài. Đó, rồi ok, đợi những clip sau. Trong dòng cước này cũng được anh em câu hồ chọn cũng rất là nhiều rồi. Nó thì nó có 3 size. 4 size chứ, 057, 060, 066 và 070. Đó, nếu mọi người chọn cái size nào thì cứ liên hệ với shop rạng. Thì giá cụ thể có để phía dưới mô tả. Mọi người hoặc có thể liên hệ trực tiếp rạng qua số điện thoại phía trên này. Thì mình sẽ gửi hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Tất cả là gửi đến tận nơi, kiểm tra hàng và trả tiền cho người giao hàng. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Quá xảy hai con bắt một con nữa đã. Quýnh tay phải đéo nào quýnh được. Quýnh được chứ đâu. Thế bộ. Quýnh đây, quýnh đây, quýnh đây. Con cảm giác này mình luôn đó, vô mà thảo nè. Thầy sọc, thầy thơm, thầy thơm, thầy thơm. Đừng bắt đi. Bắt đi. Bắt cá bò ba đi nữa chắc luôn. Cho hàng đi nó còn quá. Rồi. Đây em lên lấy phiếu bị luôn. Xin chúc mừng cầm thủ số 36 vừa lên ký 10, ký 11, 1, 2, tiếng thứ 2. Bò lên cuối gà bê dạ em ơi. Không chưa mà. Từ đi cho bắt đi. Cái gì quá đây? Lắc quá. Bị nhẹ quá. Bị nhẹ quá.
Đừng. Ôi, chưa thấy gì. Đang mà trái nhiều ha. Con miệng á, không phải sóc đâu, đuôi ngoài sau nè. Cái đuôi múc ngoài sau nè. Ê, lâu. Mình chơi ở ngoài. Ngóc cái đầu lên cái. Trời cái đỏ ngoài. Lên nè, đi chào nó quay luôn đi, dạo đây luôn, dạo đây luôn, dạo đây luôn đi. Cái mày điên tụi. Bỏ đây yếu lắm. Bà con. Bò con thì cũng nhất tiếng đó mày. Cũng 5 thị đéo nói nhiều. Bò con, bò trai. Rồi, vô rồi, Rồi, con rồi, bò con. Nổi rồi. Đâu, phải hiểu đi nó. Vô. Rồi. Để định nha, lưỡi bị nhanh. Chừng nó ba nhanh sang. Con này cũng hai mấy cục. Còn lắm. Mẹ nghe, lại nha. Lại nha. Hợp lệ, có quay luôn. Ok, xác nhận nha, giữa bộ vậy, cá bò lên, hợp lại nha. Hai lưỡi. Chưa chắc khóa là ok. Đổi khóa là dính liền ha. Đổi khóa liền. Không thỉ đó. Bạn anh ơi, em đứng đằng sau á. Bò này có mấy ký ta? Bò này có mấy ký. 22 ký. Đủ 20 ký. 20. 20. 20. 20.05. 20.05. 20.05. Đến gạn. Sang cho mình cái máy.